Ông Sayed Sima bắt đầu sưu tầm xe ô tô cổ từ 55 năm trước. Tới nay, ông đã có một bộ sưu tập đồ sộ với hơn 100 chiếc xe cổ. Chiếc cổ nhất mà ông có là của hãng xe Auburn, được mua từ những năm 1980. Chiếc xe này đã được 120 tuổi. Đây là chiếc xe độc nhất. Cấu trúc của xe được làm hoàn toàn bằng gỗ. Ông Sayed còn điều hành một phòng trưng bày với người con trai của ông. Tại đây, mọi người có thể mua xe của ông để đóng phim và phục vụ cho các sự kiện. Tôi lớn lên cùng với những chiếc xe cổ, công việc của bố tôi gắn liền với những chiếc ô tô cũ, và tôi trở nên thích những mô hình xe cũ. Tôi đã thích vẻ đẹp và sự thanh lịch của chúng. Tôi cũng thích ngắm những chiếc xe này trong các bộ phim.